Thì sao? Sao cầm tiếp cho đàn không? Còn mà còn giống như hôm qua là lại còn hai hai dây, một chân trên cao, một chân ở dưới là đây. Tóc ngắn có bị tiếp không? Dạ. Kiểu gì mình đợi mất xa mặt hả? Đó không? Đi rõ không?